Và bây giờ đến với chương trình thì chắc là sẽ mời thêm hai vị khách mời nữa. Ở đây em mời một người quan trọng cuộc đời em lắm. Chuẩn men không? Mẹ em. Hả? Mẹ em tới luôn. Em chơi lớn. Bữa nay bác tới luôn hả bác? Dạ đúng. Vô Lăng tình yêu 19:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 từ ngày 11 tháng 10.